Em Hoàng An xin được gửi chào đến tất cả chị quan thân yêu. Ngày hôm nay em An sẽ tiếp tục đưa lên cho anh chị một mẫu xe 5+2 7 chỗ ngồi đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương với cửa tiền 300 triệu thôi là chị đã có ngay một em Kia Carens số sàn sản xuất 2013. Và em này là động cơ 2.0 máy xăng bản full. Sẽ được trang bị cho anh chị ghế điện và cửa sổ trời. Và em xe này đặc biệt là tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Em xe hiện tại đang đeo biển số 60A Đồng Nai anh chị nhá. Một chủ mua mới từ đầu, Kia Carens số sàn. Và mức giá mà siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết chỉ có 315 triệu thôi cho một mẫu xe. Và sở hữu một cái màu nâu rất là đẹp nha anh chị nhá. Màu nâu cực kỳ sang luôn. 2013, trang bị cho anh chị 4 thang đĩa, bộ vỏ khá là lớn rồi. Và động cơ 2.0 thì thực sự mạnh mẽ chị ạ, mạnh mẽ. Kia Carens một mẫu xe 5+2. Thiết kế thì không quá là nổi bật, nhưng về cơ bản khả năng trải nghiệm và tầm tiền này thì em An thấy rằng Kia Carens rất là hợp với những anh chị nào mình đang tài chính vừa phải và mình không muốn vay ngân hàng mà vẫn mua được một em 7 chỗ ngồi để đi gia đình mình đông người và đáp ứng được độ thoải mái cũng như là mạnh mẽ trong động cơ, trong trải nghiệm anh chị nhá. Sử dụng bộ mâm đúc này. Vỏ thì em xe này đang được sử dụng bộ mâm R17 anh chị nhá. Bộ mâm R17 Kia Carens xinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu và các tay cửa mạ chrome. Xe này đã được trang bị sẵn vè mưa rồi và cũng đã có ghế điện nguyên bản nhá. Và ghế da cũng đã được lên sẵn cho anh chị rồi. 2013 số sàn Kia Carens vô lăng tích hợp 4 chấu. Kia Carens số sàn anh chị, hệ thống điều hòa là auto, có màn hình và có cam lùi sẵn cho chị rồi. Hộp bệ tỉ tay đây. Phần trên là cửa sổ trời. Đây là bản cao nhất của Kia Carens anh chị. 2013, gương kính chỉnh điện, gương cụp và xe thì tuyệt đối là không mất một phân keo một chỉ nào. Máy số keo chỉ zin, khung gầm nguyên bản, khung gầm nguyên bản anh chị nhá. 2013 một chủ từ đầu. Mẫu này thì anh chị có thể để ủy quyền đi cũng được và anh chị ra tên thì cũng không hết quá là nhiều tiền đâu. Đây là một mẫu xe 5+2, vì vậy mà nó sẽ là một mẫu xe rất là đa dụng anh chị nhé. Anh chị đi gia đình 5 người hay 7 người đều ok. Mẫu này nếu mà anh chị đi 5 người thì anh chị hàng ghế sau thứ ba này anh chị gập vào, anh chị để đồ rất là thoải mái. Rõ ràng thì không gian là hàng ghế thứ ba nó sẽ không quá là rộng anh chị ạ, nó tương đối thôi. Kia Carens tất cả những chi tiết còn nguyên bản này chị ạ, vừa túi tiền. Tầm tiền mềm mại là chị có một em xe 7 chỗ ngồi số sàn để đi rồi. Xe tuyệt đối là không đâm đụng thủy kích anh chị nhá, cái đấy là bao tuyệt đối bằng văn bản rồi. Hai bên đây gầm bệ còn khá là đẹp anh chị này. Đấy, anh chị thấy không ạ, gầm còn khá là đẹp luôn đấy chị ạ. 2013 số sàn, thiết kế cụm đèn hậu sau thì những cái bóng halogen thôi, gạt mưa hay là anten trên. Kia Carens số sàn anh chị, 2013 đang được chào bán tại bên em là 315 triệu đồng, có thương lượng anh chị nhé, có thương lượng cho chị luôn. Chị là mình thích mẫu này thì có thể alo trực tiếp để thương lượng giá ha. Đây đấy, hàng ghế thứ ba anh chị gặp vào thì nó để đồ rất là thoải mái cho chị luôn. Ok đúng không ạ? Đấy, tất cả những cái chi tiết là không tháo mở ha, các ốc cốp sau này nguyên bản hết hay là những cái đinh bấm tất cả là còn rất là nguyên bản này chị. 2013 số sàn, keo chỉ là bao zin cho chị ở cốp sau này luôn. Ok đó, dàn vỏ này thì chị còn đi thoải mái nhé, dàn vỏ này còn đi thoải mái luôn. Đó, ok đây, tiếp tục cho anh chị tham quan phần cửa họ. Những cái chi tiết ốc cửa là chưa tháo mở anh chị nhé. 2013 mức giá đang là 315 triệu, tầm tiền 300 thì rõ ràng đây là mẫu xe 7 chỗ ngồi đáng để lưu tâm đúng không ạ, trong phân khúc 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 rất là khỏe khoắn. Và mẫu này anh chị ngồi với một động cơ này thì anh chị trải nghiệm ngồi khoảng 7 người đủ tải, anh chị đi nó vẫn rất là ok. Không giống như những cái mẫu xe 5+2 mà động cơ khoảng 1.5 thì nếu mà anh chị đủ tải thì nó cũng sẽ hơi yếu một chút. Mẫu này thì còn cực kỳ là ok. Đấy, em ơi đăng kiểm thì bên sẽ đăng kiểm lại cho chị nhé, chủ xe lâu rồi không đi. Đây
Động cơ đây, đấy, những chi tiết máy còn rất là mới nhỉ đây. Đây chị thấy không ạ? Đấy, ốc 7 màu còn nguyên nhá. Đó. Chưa tháo mở gì luôn. Cabo là keo chỉ zin hết đây. Cabo là keo chỉ zin cho chị luôn. 2013 số sàn 315 triệu là mức giá còn thương lượng ở mẫu Kia Carnet này. Với một cái màu rất là đặc biệt đúng không ạ? Màu cực hiếm luôn. Rồi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị và bạn thân yêu rất là nhanh một mẫu xe 5+2, một chủ từ đầu với cửa tiền 315 triệu. Và chị nào mình quan tâm thì alo cho em An đi chị nhá. Một nữa cảm ơn chị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại chị. Xin chào.